Cát Tường xin chào cả nhà, chúng ta đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và ngày hôm nay thì không biết là ăn trưa món gì đây, và cũng không biết là cặp đôi của chúng ta có đồng ý hẹn hò hay không. Từ bữa giờ bà Mai có vẻ là tay nghề hơi bị xuống rồi, nhiều cặp đôi không bấm nút quá, bà Mai rất là hoang mang luôn. Hy vọng hôm nay sẽ thành công. Hello, chào anh. Dạ, dạ chị. Sao mà nhiều thế trời. Nãy giờ chờ đợi lâu không? Dạ lâu. Hồi hộp không? Dạ hồi hộp. Rồi, hy vọng hôm nay sẽ chọn được một người bạn gái cho mình ha. Dạ. Rồi, đợi Tường chút xíu nha. Dạ. Rồi, mời em gái. Mở mặt nạ luôn đi em trai ơi. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình trước. Dạ, em tên là Trần Ngô Trang, sinh 1980, nhà ở Đồng Nai. Wow, được ha, tên rất là nghệ thuật. Đang làm công việc gì cơ? Dạ em làm vườn với buôn bán mít đó chị. Làm vườn buôn bán mít, sao hôm nay mắt đỏ quá vậy? Dạ đi từ Long Khánh mới lên, sáng lên gấp quá thì xe nhanh đó chị. À rồi, thương quá, lát chị cho miếng thuốc nhỏ mắt nhỏ nha. Dạ cảm ơn chị. Hiện giờ em đang sống với ai? Dạ sống với mẹ. Mẹ lớn tuổi chưa? Dạ mẹ 77 mấy. Mẹ 77 mấy rồi. Ủa vậy mình là con thứ mấy trong nhà? Dạ con em con thứ bảy. Con thứ quả. Mấy anh chị sao, là có gia đình? Có gia đình hết, còn ba anh chị em chưa có gia đình. Ba anh em chưa có gia đình. Ba anh em chưa gia đình. Dạ. Mượn bao nhiêu người tất cả? Dạ nhà đông chị. Đông là bao nhiêu? Dạ cũng 11 người. À mà đất được chia chưa? Dạ chia hết rồi. Rồi cái đất đó hiện giờ làm gì? Dạ là trồng mít đó chị. À trồng mít. Rồi mời em giới thiệu. Dạ em, dạ chị, em chào chị, em chào chương trình ạ. Dạ em tên là Lê Oanh Kiều. Em sinh năm 85. Hiện giờ em đang làm nhân viên kế toán. Hiện bây giờ em đang ở tại quận Tân Bình. Quê thì ở Bình Định 9-10 năm rồi. Đã đang sống với ai? Em đang sống một mình ở trọ. Bên đây thì dư đất trồng mít, bên đây thì đi mướn nhà trọ ở. Rồi, lại điểm mạnh điểm yếu của em. Em thì nói chung là người phụ nữ của gia đình, thì biết làm việc nhà, biết chăm lo cho gia đình. Em thì giống là người vui vẻ, hòa đồng, cởi mở, nói chung là suy nghĩ thoải mái. Nói chung là cái đối phương của em thì không yêu cầu gì cao, chỉ cần có công việc. Tuổi tác thì nói chung nhìn về ngoại hình thì em cũng yêu cầu nói chung là cao hơn em một tí xíu là được, nói chung khỏe mạnh là được. Còn em không có cần chồng em mà làm sếp hay làm to, lương không cần cao. Em chỉ cần nói chung hai vợ chồng đủ sống và sống vui vẻ hòa thuận, thương yêu nhau là được. Dạ, dạ em không cần chồng em làm sếp. Làm sếp hay làm nhân viên? Dạ không, em lao động bình thường ở dưới quê. Nên vừa làm sếp vừa làm nhân viên luôn, được không? Tự quản lý cuộc đời mình. Giờ nếu hẹn hò bạn ở thành phố, bạn ở Long Khánh, mình chạy bao lâu mình lên thăm lần? Dạ nếu mà rảnh thì từng 2-3 bữa cũng được, cũng gần. Chắc không? Không đi làm sao mà từng 2-3 bữa? Dạ nếu mà như xa thì em không dám bảo, em bảo chứ còn khoảng 100 cây trở lại thì ok. À, đi quá là chừng mít nó rụng hết không ai hái nha. Sao em ví dụ như quen đi xa xa, cái đâu có xa đâu thật sự. Nói chung Đồng Nai thì cũng không xa, ra, đâu có xa gì đâu. Cho hỏi bạn gái kia quê của bạn ở Bình Định mà ở huyện nào của Bình Định? Ở thành phố Quy Nhơn á. À, đây mẹ là ở An Nhơn á. An Nhơn dạ. À, ba thì ở Đà Nẵng, Quảng Nam Đà Nẵng. Vậy là cũng có chút dính với nhau rồi, mình, cũng cùng quê tương, rồi ha, đồng hương rồi, được. Ê, điểm mạnh điểm yếu của em? Dạ em thì vui vẻ hòa đồng, thích đá banh với thích uống cà phê. Còn điểm yếu của em thì em hay quên lắm. Thì nói chung là công việc rẫy thì nói việc nào em cũng làm được hết. Tại vì nó em không có giỏi, thật sự em không có giỏi. Nói chung là tài xế em cũng có làm rồi. Em mấy cày, em có nhà, có dưới quê có mấy cày, mấy xới mà vẫn vậy. Tình trường thì sao cưng? Em thì nói chung là ế bình vẫn luôn. Ế bình vẫn luôn. Ở đó giờ luôn? Dạ đúng. Ủa lý do tại sao? Em không biết, nói chung là giống như em cũng có nói chung hẹn hò thì chưa hẹn hò ai bao giờ chị. Ví dụ bạn bị đi chơi, không phải đi chung thì gặp phải với nhau thì đi, chứ cùng mày đi riêng với tính cách là hẹn hò thì chưa chị. Do mình không có cảm xúc, mình không thích hay là như thế nào? Em không biết, bởi vì cũng chẳng ai tỏ tình, chẳng ai tán tỉnh em nên em cũng dạ, em cũng rất là duyên dáng mà em không biết, em có bình thường 30 mấy năm cứ ngày nào nó cũng đều như vậy. Buồn không? Nên chung cũng lo lắng đi làm, còn cái việc đó nói chung thì em nghĩ thì tới thì em đón nhận, mà giờ chưa tới thì em không phải chờ chứ. Giờ em cũng chạnh lòng chứ đúng không, thấy bạn bè có đôi có cặp mình cũng buồn. Ở nhà có hối không? Dạ nói chung cũng có hỏi em là sao em nói chứ giờ chưa, cứ chờ tiếp. Chờ tới hôm nay gặp chị Cát Tường ha. Hy vọng hôm nay là sẽ có được một người bạn để mình chia sẻ với nhau trong cuộc sống ha. Còn em sao? Dạ em thì nói chung là từ đó giờ yêu đơn phương luôn chị ơi. Chưa có mối thường chính thức nào. Trời đất ơi, sao hai cái người này thế thảm vậy? Nói chung là khi mà để ý thương người ta, mà khi mà ta ngỏ ý thì người ta đã có người yêu rồi. Em chậm quá đúng không? Dạ. Bây giờ mình thấy được là mình phải tấn công liền, mình phải tỏ tình liền, đàn ông phải quyết liệt lên. Dạ. Thấy không? Chứ trời ơi, lấy vợ phải lấy liền tay chứ để lâu ngày thiên hạ dèm pha. Với một điều kiện người đâu phải chịu có lấy được chứ chị. Chịu hay không là phải do mình nữa, mình phải cố, mình phải quyết tâm, mình phải tấn công, mình phải ga lăng, mình phải theo đuổi, quan tâm chăm sóc người ta thì mới được. Dạ. Rồi tình trường, hẻo, chưa có. Rồi vậy bây giờ
Mẫu người lý tưởng của em là mà, nói chung là cao mét 55-57 trở lên cũng được, mà nặng có chừng 48 đến 57 trở lại được rồi. Rồi. Nhìn tương đối dễ nhìn thôi chứ đừng có tèo. Đừng có gì quá. Đừng có xấu quá. Trời ơi, ông mới dụng từ đừng có bèo quá, thiệt tình luôn á. Chân chất thật thà lắm em. Đừng có đinh đá quá là được rồi. Giữ nữa chị. Giống như chị là không được phải không? Dạ không dám. Dạ chị... không dám, chị quá giữ quá đánh đá đâu, là không chị được. Chị dễ thương chứ. Dễ thương mà đâu dám nhìn đâu, sợ quá. Rồi tôi hiểu rồi. Vậy còn bên đây, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Nói chung thì nói chung là đàn ông thì nói chung cao hơn em, tướng tá thì khỏe mạnh. Nói chung em không cần đẹp trai, cũng cần bóng loáng, không có cần hình thức bề ngoài. Nói chung là giản dị, sống tự lập, nói chung là biết là làm ăn giống em là được. Báo cáo với bạn gái em kia là nói chung là đây tự lập không? Tự lập. À, từ cái xe cộ tất cả là em mua. Từ hết. Nói chung là mẹ thì lớn tuổi rồi đâu có tiền đâu mà cho con. Cho miếng đất trồng bích thì còn gì nữa. Mới mốt lấy vợ về thì mình sẽ vẫn tiếp tục ở chung nhà với mẹ. Dạ không. Là qua cái chỗ miếng đất trồng bích ở. Xây nhà ở riêng chị. Được bao nhiêu cây mít? Dạ được 300 mấy. Nó năm sầu mấy hay chị. Wow, mít gì vậy? Mít lá bàng với siêu sớm với viên linh. Sao hôm nay xuống không hái tôi trái nào tôi ăn thử gì? Hết mùa chị. Dạ. Thu nhập ổn định không? Năm thì em đi buôn bán mít thì nhiều không có, chứ cũng khoảng 100 hơn 100. Quá dữ luôn. Chung cũng tương đối đủ sống. Đủ sống dư rồi, dư rồi. Có hình ảnh gì để nhìn để nhận dạng nhau không? Đó, anh ấy là ai trong ba chàng trai đó? Cái người áo tím gì? Hả? Cái người áo tím. Áo tím đâu được rồi. Kiếm người người áo tím tại cô dâu loại mất tiêu rồi. Dạ. Thì còn có thằng nhỏ cũng loại luôn, có hai người con gái à. Ủa sao không chọn cô này mà chọn cô áo tím? Dạ thì cái chị kia thì hơi lớn tuổi. À vậy hả? Hay quá. Còn em chọn được ảnh không? Có tiêu chí gì không chị, và khoảng bao nhiêu ký chị? Tự đoán đi, có mấy người à, đâu có nhiều đâu, có ba người hà. Chọn đại đi. Mình phải linh cảm là hồi nãy giờ mình nghe vậy đó, mình đoán thử coi. Rồi vậy là em chọn cái anh khỏe mạnh lắm. Phải anh đó khỏe mạnh đúng nhất không? Ông nhìn hình mà biết anh nào khỏe mạnh nhất luôn hả? Thế ta còn nhất là cho em chúc khỏe nha. Rồi, chúc mừng hai bạn. Đúng hay không nhìn đi nha, nhìn kỹ nha. Mở cửa trái tim nhìn xem chúng ta có đoán đúng hay không. Đúng là gã luôn. 1, 2, 3, mở cửa trái tim. Em chọn đúng không? Đúng không? Dạ đúng. Em chọn đúng không? Dạ. Em nghĩ chắc đúng. Đúng rồi hả? Rồi thôi được rồi, đúng rồi, tặng quà đi kìa. Mình không có gì mình tặng cho bạn đúng không? Rồi vậy em cảm ơn. Quà gì vậy? Quà gì vậy? Mở coi. Mít vậy, đặc sản. Mít của nhà em trồng luôn hả? Hay là? Dạ không, công ty sấy đóng hộp xuất khẩu. Nhưng mà phải mít nhà trồng không hay là mít của người ta? Thì mình bán cho người ta, nên làm gì mình chỉ mua lại. Nhưng mà mít của mình phải không? Không, con chưa biết. Hay là không phải? Dạ, chưa đúng rồi, dạ đúng rồi. Mít của ảnh kìa, mở ra thiệt. Trời ơi, mít mà có công ty mua bao mua vậy luôn là giàu lắm nè, nói thiệt luôn á, thấy chưa? Rõ ràng chưa? Rồi, ủa công ty nào mua không có hiểu gì cho em vậy? Trời ơi, mít ngon quá thì ngon thôi được rồi. Bây giờ mít thì mít, nhưng tới giờ ăn trưa rồi, phải ăn trưa nha quý vị nha. Mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Việt Phố. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục tâm sự với nhau. Thơm quá à. Mời em gái thưởng thức món gỏi cung đình Việt Phố nha. Mời bạn trai thưởng thức món tôm chiên rau củ. Đây là những món ăn rất là ngon của nhà hàng Việt Phố. Địa chỉ 45-47-49 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3 nha. Ăn ngon vừa ăn vừa tâm sự với nhau. Tự tin lên nha, tự nhiên nha. Dạ mời bạn. Dạ em mời anh ạ. Hồi như em vô đây sống lâu chưa? Em vô đây lâu, vô đây tới khoảng 8-9 năm rồi. Như là làm con kế toán công ty hay tư nhân? Làm công ty. Tại vì anh thì lao động tự do làm ở nhà. Đấy là hồi giờ anh chỉ làm ở nhà thôi chứ không có đi làm thuê. Đúng rồi, chính xác. Tại vì mình làm chủ bản thân mình thì khỏe thì mình làm, mệt thì mình nghỉ. Nhưng mà có người phụ hay là chỉ một mình anh làm đâu nói một mình? Nói chung là mít nhiều thì kêu người phụ, còn không có thì mình làm từ từ một mình. Nhà anh ai cũng lớn rồi, thì mẹ, ông già mất thì mẹ cứ chia đất, chia đồ hết thì tự làm tự ăn thôi. Tại cũng lớn, tất cả lớn rồi. Làm thì có, không làm thì thôi chứ. Ấy là ví dụ như bây giờ hình như mà nam mà có một mình anh là anh ở chung với mẹ, ví dụ nên sau này anh có lấy vợ anh để ở riêng thì anh có phải nuôi mẹ hay là mẹ anh có người không? Không, mẹ anh có tài chính. Tại cuộc sống của anh thì nó thẳng em là anh tự lập năm 17-18 tuổi, cuộc sống anh cũng có tính cầu tiến lắm. Chứ còn mình chẳng hạn như bây giờ nói em, mình thấy người ta làm được thì mình phải tìm cách nào mình làm. Mình không bằng người ta nhưng mình có thể mình làm năm làm sáu, làm từ từ mà sẽ có. Cuộc sống mà không có cứ ngồi đó đợi, đâu có ai trên trời mà cho mình đâu.
Thế là lạ, nhà anh chỉ trồng mít thôi đúng không anh? Trồng mít, lúc trước là trồng tiêu, mà tiêu chết hết giờ trồng mít. Ủa anh ví dụ như mình nếu mà anh lấy vợ anh đi ra riêng á thì nhà là có sẵn chưa hay là phải hay là chỉ cái đất thôi đúng không? Nếu mà cái vấn đề nhà lầu thì anh không dám đảm bảo, nhưng nhà cấp bán thì anh có thể đảm bảo. Nhưng mà nếu mà sau này anh lấy vợ thì hiện giờ là tiền bạc anh làm là ai giữ anh giữ tiền bạc á ha? Tiền bạc thì dĩ nhiên là mẹ anh giữ luôn. Hiện giờ là mẹ anh giữ đúng không? Thì đúng rồi. Chứ giờ như anh chưa vợ nhiều khi ra đường tăng này tăng kia làm sao còn. Nhưng mà những bộ phim như vậy nó đẹp. Mình phải sống phấn. Bữa nay lên ghi hình mà. Như anh thích tự nhiên. Chào chị. Anh con trai sống phấn mới lạ chứ mà em con gái trang điểm là bình thường mà. Tại vì mình nhìn nó thực tế nó hay hơn. Ý là kiểu như tôi là không ưa rồi đó đúng không? Dạ không dám. Ngày nào không trang điểm là thấy không ưa rồi. Chị là cái nghề nó khác, nghề của chị dẫn chương trình nó lại khác. Không rồi, chứ bây giờ lấy vợ, ví dụ như lấy vợ đi ra ngoài mới son phấn chứ không lẽ lấy vợ dạ, ngày rồi. Đi tưới mít mà phải trang điểm lên chi cho cái mít nó coi, đúng không em? Bây giờ chị sẽ cho các bạn chơi một cái trò chơi nhỏ ha. Mình sẽ bốc thăm những cái câu hỏi này. Bốc đi rồi em đọc lớn lên, yêu cầu đối phương thực hiện. Gọi tên ba thứ bạn và đối phương có cùng điểm chung. Qua tâm sự từ nãy giờ. Cái điểm chung thì nhất là đều là tự lập. Tự lập. Rồi, gia đình thì gia đình em thì chỉ còn có mỗi mẹ em thôi. Giống ảnh cái điểm đó. Và một đường nữa là chắc ế lâu quá. Hai đứa ế lâu quá. Hay quá, rất nhanh. Ba điểm. Mỗi lần nói tới ế là mắt cổ đâm rướm à. Không có gì buồn, hết hôm nay hết ế. Rồi, mời em. Em thấy cổ nói ba cái điều đó đúng không? Giống nhau không? Dạ, nó tương đối. Tương đối ha. Chắc là em không biết đọc chị. Sao không biết đọc? Trời đất ơi, có vậy không biết đọc. Đọc dùng cổ. Đọc lớn lên. Tự đọc tự làm luôn. Cái này bạn gái đọc với em luôn biết. Trời đất ơi. Theo bạn làm thế nào để có nụ hôn tình yêu mãnh liệt? Trả lời cổ đi. Người đó thích mình, mình hôn người ta có cảm giác. Còn nếu người đó không thích mình có hôn người ta mãnh liệt thì nữa, người ta không thích cũng thôi. Đó giờ em có nụ hôn mãnh liệt chưa? Dạ nhìn đúng phía đó chị. Nhìn đúng thường tầm nữa. Muốn có nụ hôn mãnh liệt không? Dạ thì lớn tuổi thì chắc cũng cần. Câu khác đi em. Biết đọc nha. Lần này đừng nói không biết đọc nữa à. Chết rồi. Nữa, chết nữa. Chúc bạn may mắn lần sau. Làm gì có cái chúc bạn may mắn lần sau, không hề. Theo bạn, đêm tân hôn hai người sẽ làm gì? Đi ngủ đi anh. Trả lời đi em. Nếu mà theo như quan niệm mấy thằng bạn em nó nói là đêm mấy bạn à. Có trách nhiệm làm chồng làm vợ là ok rồi. Trách nhiệm làm chồng làm vợ là làm gì? Vô ngồi đếm phong bì mỏi quá thì đi ngủ. Ngồi đếm phong bì mỏi quá thì đi ngủ. Sáng mai dậy tính tiền tháng sau vậy. Lắm mà mấy thằng bạn nói vậy hả? Nó nói dễ không? Mấy bạn nói thì sau đêm tân hôn thì trách nhiệm của chồng gợi thôi. Em cũng không biết, đây cũng không hỏi kỹ lắm. Không hỏi rồi, bây giờ tới đêm tân hôn không biết đường làm rồi sao? Dạ thì từ từ nghe dễ nghe chị. Từ từ nghe dễ nghe chị. Cái gì nghề vậy? Nghề gì mà dạy nghề? Trước em đi cắt mít thì em cắt mít non thì em cắt tuyết mít non coi rước nó thành mít già vậy. À, nghĩa đêm hôm tân hôn mà không được thì mình làm đêm khác hả? Chắc vậy quá. Rồi, cho em câu nữa đó. Nãy giờ bắt em trả lời rồi, bây giờ bắt bạn gái trả lời nha. Theo bạn, tình yêu và tình dục khác nhau thế nào? Khác nhau ở tên gọi. Khác nhau ở tên gọi. Thì có cái tên chưa biết, em chỉ biết khác nhau ở tên gọi thôi. À, ví dụ như mà cái quan điểm của anh, ví dụ con gái là anh có cần phải là thùy mị nết na hay là một con người năng động hay là một con người như thế nào? Nói chung là thứ nhất là đừng có đánh đáo, thứ hai đừng có giữ. Nếu mà giữ chắc đây chết mất không? Sao vậy? Tại vì em sợ người đàn bà giữ lắm. Em đã gặp ai giữ chưa mà em sợ? Dạ thấy rồi, thấy bạn em nó có vợ giữ em sợ nó. Mà giữ là giữ, em thấy vợ bạn như thế nào mà em ám ảnh như vậy? Nó giữ là làm gì? La hét. Giữ sao? Ví dụ như mà thằng bạn đi nhậu thì về nó lúc mà không xỉn thì nói cho nó nhẹ nhàng, nói cho nó đơn giản, ví dụ như mà câu này câu kia thôi. Còn xỉn vô chị nghĩ người ta khi mà ta nhậu rồi thì chị biết đâu có nghe gì đâu. Dạ. À, đúng rồi, ok. Thôi nhưng mà lần sau bớt nhậu đi ha, cũng đừng rủ thằng bạn đi nhậu nữa, rủ nó đi nhậu về nó bị vợ chửi hoài. Đâu có ít nhậu, nó không có nhậu. Rồi anh cho em hỏi là ví dụ khi mà anh lấy vợ về thì vợ anh lại sẽ làm vườn chung nhanh hay là anh tìm cho anh một công việc khác ở dưới Đồng Nai? Long Khánh rất là nhiều công ty, không làm rẫy được thì làm người khác không quan trọng. Không, ví dụ làm cái toán là con cá nhân rồi cũng được bình thường, đâu có gì đâu. Đó là tùy mình thôi. Cái đó là tùy thôi mà quan trọng là cái xác định là người đó có chịu khó đi làm công ty không. Chứ đừng có nói ở nhà bắt em làm một mình thì nói chung là bây giờ thì không thể nào được. Thật sự luôn. Có vợ có chồng nó có tích trị nó có dư chứ còn em nói thật sự chứ bây giờ một mình em làm cái đó thì thật sự.
Nói chung là cả hai chồng dạ, còn trẻ rồi. Là phải cùng dạ, nhau làm rồi. Để tích góp để nuôi cho dạ, vợ dạ. Con cái sau này đúng tại không? Vì em nghĩ quan điểm em là cha mẹ với vợ con là số 1 mà. Thí dụ giờ mình làm thì chỉ có tài sản lớn nhất là chỉ có vợ con thôi. Có nghĩa là quan điểm của em vẫn là vợ cũng phải biết đi làm dạ, chứ không rồi. Thể nào mà ngồi nhà ăn ở không được dạ. Đúng không? Đúng thì em cũng muốn đi làm. Nói chung bây giờ mình còn trẻ thì mình đi làm được lúc nào thì đi làm lúc đó thôi. Khi nào mình không đủ sức khỏe nữa thì mình... Đúng rồi, giờ còn trẻ thì còn rắn cày ha. Cái thời gian đi thì chương trình tạo điều kiện của em gặp thì em rất là cảm ơn. Cũng phải có thời gian chị. Nếu mà quyết định đi đến cuối cùng thì em nghĩ là mình chỉ lấy một vợ một chồng thôi. Chứ em không bao giờ em suy nghĩ như bạn em thì nó nhiều vợ thì em không có học được cái sách của nó. Nó thật sự luôn. Sách nó không xé chăn cú dạ, cho em dạ hả? Không em, nếu mà giờ có xé chăn cú thì em cũng không có học. Nói chung em đến đây thì em cũng có hy vọng thì một nói chung một bạn này nói chung phù hợp với cái yêu cầu đơn giản của em là được. Không nhìn bạn nhìn anh thì cũng... chịu thôi chịu khó, nói chung là cũng tự lập. Về ngoại hình thì nói chung cũng không có xê xưa, cũng không có châu chút về ngoại hình quá. Nói chung cũng bình dân, xê giống như em vậy thôi. Thật ra như thế này, nãy giờ là cảm nhận chị lắng nghe câu chuyện của hai bạn. Hai bạn đều là những người chưa có từng trải trong tình trường. Chúng ta chỉ mới suy nghĩ chứ chúng ta chưa có những cái va chạm trong cái chuyện tình yêu. Có thể những cái suy nghĩ của mình nó còn đơn thuần và nó còn một chiều, nó chưa có phong phú. Sắp tới các bạn nếu bước vào tình yêu thì các bạn sẽ có nhiều cái cung bậc cảm xúc, nhiều cái màu sắc hơn nữa trong cái trong cái cảm xúc của mình ha. Nếu chúng ta cảm thấy rằng ồ đây có thể là cái anh này nó cũng là trùng khớp với ý mình, cái cô này cũng là cái người mà mình cũng đang muốn tìm kiếm đây, mình cho nhau một cơ hội tìm hiểu thì mình mới nhấn nút. Bây giờ mời hai bạn đặt tay lên nút bấm giùm dì Tường. Nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ. Sau khi dì Tường đếm 3 tiếng, nếu đồng ý hẹn hò, tìm hiểu thì hãy bấm nút. Nếu không đồng ý, sau 3 tiếng đếm, lấy tay ra. 1 2 3 Sao em bấm trễ vậy? Dạ tại vì em sợ nói chung là em chậm tay hơn người ta một tí, chậm tí chắc chứ. Chứ không phải em đợi cô ấy có bấm không em mới bấm hả? Dạ không có. Trong cuộc sống nó có những tích tắc và chúng ta phải nắm bắt cái cơ hội đó nha. Đây là một cái kinh nghiệm chị chia sẻ, chỉ cần chúng ta chần chừ và suy nghĩ một chút, có những lúc chậm là chắc, nhưng có những cái cơ hội đến lúc phải quyết đoán, chậm là mất. Hãy trải nghiệm thêm. Dạ cảm ơn. Bạn lĩnh hơn. Ok. Dạ cảm ơn chị. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hôm nay như vậy là mình dù chưa có mối tình nào, hôm nay các bạn cũng đã nắm tay với nhau rồi ha. Đoạn đường phía trước còn rất dài. Chị biết là hai bạn còn nhiều trăn trở lắm, còn nhiều băn khoăn lắm. Bởi vì chúng ta đều có tuổi và muốn, thật sự đây là cặp đôi mà muốn tìm đến chương trình và tìm một cái người để tiến tới hôn nhân thật sự. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau. Mời bạn trai. Phải mình hôn em. Cái gì mà bạn bẻ mình, tôi tưởng nó bạn quýnh người ta nữa chứ. Rồi. Hửi hả? Hôn lên má, nắm tay đàng hoàng, người ta chưa có nụ hôn đó. Kỷ niệm, cho đẹp. Rồi, cố gắng chăm sóc bạn ấy nha. Cái gì mà khoanh tay, nắm tay. Thôi giờ bạn ngoéo ngoéo cho gãy ngón tay người ta đi à. Và Cát Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng các bạn, đây là những cặp vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Linh Chí Thắng. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa, được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh FPT Play. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh FPT Truyền hình. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại.